chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay á, thì mình mới vừa đi nhận đó. Đây là cái phần quà mà của một mạnh thường quân gửi cho nhóm. Thì đây là cái phần quà đặc biệt mà đây là cũng là bí mật luôn. Thì bây giờ mình sẽ đem đi vô nhà nha, để bật mí cho mấy đứa nhỏ nó xem đó. Dạ, vô thôi. Đó, tới nhà rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem vô chợ nha. Dính này.
mỗi đứa 2 cục kẹo. Nè. Còn gì hết không? Đây, càng 2 cục. 2 cục. Miêu 2 cục. Đó. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Nè. Con cảm ơn cô. Đây, con cảm ơn cô. Đó, đây. Con cảm ơn cô. Đây. Em cảm ơn chị. Wow. Cái gì á? Cái hộp này kìa. Wow. Cái gì á? Cái cây quay. Cái này giống cái máy quay quá ta. Thấy không? Máy quay. Google app. App không chứ app không? Không biết tiếng Anh. Để qua sau đi. Cái này là 2.0, cái này là biết. Bây giờ thì mình sẽ khui cái này ra nha, cái này cho mấy đứa nhỏ đó. Thôi dẹp cái hộp đi, dẹp cái hộp đi. Cái cẩm này đi vô nhà háo đi. Coi lượm được kẹo nhất chưa? Đây đây, bây giờ là tới cái này nè mấy đứa ơi. Rồi. Mấy đứa có hồi hộp không? Quá hồi hộp. Rồi quay ra đi. Wow. Quay. Đẹp quá. À, cảm ơn chị Ngọc Thảo nha. Wow. Tiếng Anh không à? Đọc đi. Chị đọc chị. Nè bé Dương đọc bé Dương. Gì cái này là hướng dẫn sử dụng nè. Rồi lết luôn. Lết luôn. Lết luôn hả? Ở trong đây là cái này. Cái này là cái đồ sạc quá. Ủa trời. Cái này là cái gì vậy anh hai? Mở luôn đi. Cái này bóp được này. Cái này là cục pin. Cái này là cái gì em cũng biết luôn. Đó. Đây là cái hẹn nhớ nè. Mà hình như là gắn cái máy sẵn hay sao á. Cái ổ mồi. Mồi hả? Nhớ. À, cái này là cái cây quay. Cây quay. Cái này mình tháo nè sao ta. Mở ốc này ra hả? Nè có chỉ dẫn nè. Không phải mở góc ra đâu. Nè cái tấm chỉ dẫn nè. Mới hết sạc. Đẹp quá à. Wow. Đây là các bạn. Đó, thì ra là quà đặc biệt của chị Ngọc Thảo dành cho nhóm. Wow, đẹp quá à. Bây giờ anh hai gắn thử đi. Gắn vô mình quay thử đi. Đừng có cái chặn như thế này. Mẹ nhìn tay con nè mẹ. Đây ai là người mừng nhất vậy ta? Chắc đầy quá. Hình như hồi nãy em thấy có con ốc nữa. Đó, anh ta có mày. Cái hộp quá. Đó. Anh nghe nói cái này nó chống rung chống giật hay lắm. Anh quay thử coi. Test máy coi. Hình như là chống nghĩa là có cái nút á. Hôm bữa chị lên mạng chị cũng coi nè, chị cũng mini. Wow. Rất là đã luôn. Em mở nguồn lên mình sử dụng máy thử nha. Đây nè. Đây nè. Lâu quá nè. Chắc có gắn sẵn á. Rồi đấy. Kìa, đưa kìa. Thử coi. Rồi, 2, 3. Hello. Đẹp không? Em đẹp không? Đẹp. Em đẹp không? Tao đã quen Quy kìa, nó còn đen nữa không? Môi mốt nguyên trắng rồi, chắc môi mốt nguyên nó hết đen rồi. Trời ơi, đại tư cá, đại tư cá rồi nè. Đó, đại tư cá đang bơi lội. Bơi
quá dữ, quá dữ. Wow, hôm nay vui quá à. Ngát quá, đẹp. Đẹp không à? Đẹp, đẹp, đẹp. Đâu, đâu mình quay cảnh đây, quay cảnh ở ngoài rồi. Anh giờ tiền có còn ú không ạ? À? Nhưng tiền ú hơn xưa. Ú à, ơi, vô duyên quá à. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đẹp, quay ngược nắng đồ im lắm. Nói chung nắng nó không bị chá không? Không bị chá luôn hả? Ừ. Thì hôm nay á, nhóm rất là vui luôn. Thì một lần nữa em xin thay mặt cho nhóm cảm ơn chị Ngọc Thảo rất là nhiều luôn vì đã hỗ trợ cho nhóm cái máy quay này. Thì từ đây sắp tới nhóm sẽ cố gắng làm những clip hoặc là hay luôn. Thì có máy quay này thì là mấy chị em không có quay mà cái màn hình nó không có bị mờ mà nó cũng không có bị giật nữa. Với lại cái này thì hồi nãy cũng có cái gai chống rung nữa thì nó sẽ hết bị rung. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho cái nhóm của tụi em được một cái máy ảnh này. Thì chúc cho chị và gia đình hoặc là nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc nha. Rồi, vỗ tay. Rồi anh hai có nói gì không? Cameraman là người quan trọng. Hôm nay có bất ngờ bây giờ cầm được cái máy nó quá hồi hộp luôn mà. Bây giờ mình cũng mới cầm được. Bây giờ mình cũng thay mặt nhóm cảm ơn chị nhìn cho đó đó. Cảm ơn chị Ngọc Thảo. Ngọc Thảo đã tài trợ cho nhóm một cái máy quay quá xịn. Từ đây về sau nhóm không còn sợ về âm thanh và hình ảnh của nhóm nữa. Sẽ ra những clip rất là đẹp. Vỗ tay. Cảm thấy thích video này hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ nhóm của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.